Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhé. Và đây sẽ là một cái vlog tiếp theo. Ôi trời ơi, mẹ cuộc đời. Hiện tại thì mình đang ở nhà mới, tức là mình đã dọn ra ngoài công ty ở rồi và mình chỉ còn mỗi một chiếc điện thoại duy nhất, Xiaomi Black Shark 2, chiếc iPhone 11 Pro Max thì mình đã bán được rồi. Để mình lấy tiền chuyển phòng á, hiện tại thì mình đang thuê cái chỗ căn 2 phòng ngủ. Lúc nãy là tớ vừa livestream xong cho anh em xem đây. Tớ đang hơi ốm. Lấy cái này lau mũi để cho nó đỡ ốm này. Vãi cả. Nói chung là đợt này kiểu tớ ốm lâu ấy. Ốm hình như là chục ngày sao. Bạn chơi đồ vào thì là đề kháng khỏe, nó không bao giờ bị ốm đâu bạn ạ. Có cái nồi bố mày tin. Đây đó là cái bàn làm việc của tớ đây. Mỗi cái điện thoại này. Tớ còn Pro Max đâu, tớ còn Apple Watch đâu. Thấy không anh em, vẫn còn có một cái cúp streamer đại chiến hôm nọ tớ mới đi streamer đại chiến này, với một cái cúp kỷ niệm chương Free Fire 100.000 người đăng ký. Cho anh em xem cái giường này, thậm chí tớ còn chưa có tiền mua chiếu, chuyển nhà xong hết tiền á. Anh em xem nhá, ở cái này phòng vệ sinh ấy, phòng tớ đây nó cũng nhỏ thôi mà đây, phòng nhỏ thôi. Ở đây là cái đống quần áo ấy, tớ còn chưa kịp kiểu mua tủ, anh em chưa có tủ, mới chuyển đến đây vào tối qua, hôm nay đăng ký mạng. Thế là lên stream với anh em thôi. Đấy, có mạng đăng video cho anh em xem. Ở đây nó là cái cửa vào, có thêm một cái nhà vệ sinh nữa. Phòng này có hai nhà vệ sinh. Đây vali của thằng em tớ đây, rồi đồ đạc này người ta vẫn chưa chuyển đi hết đây. Cái túi đựng rác này. May là tớ vẫn còn một cái laptop, kiểu tớ làm việc lâu tớ đi chụp ảnh ấy. Đây là laptop của thằng em tớ đây. Phòng nó chỉ có thế này thôi, không có gì cả. Có một bộ sofa nó cũng cũ. Ở đây chỗ ở mới view của tớ nó ra ngoài này. Người ta phải lắp mấy cái lưới vào kiểu như là chủ trước người ta thuê, người ta có trẻ em, tránh trẻ em leo trèo ra ngoài. Có nhà bếp trong này này, hơi tối thì tớ bật điện này. Anh em vừa livestream xong này, rồi tớ đi bê bình nước với thằng em này, mỗi anh em bê một cái bình nước này, Viva này. Máy giặt này cũ lắm rồi, tớ giặt ở ngoài thôi. Ở nhà này máy giặt cũ thì tớ cũng không xài. Kiểu máy giặt cũ nó bẩn rồi, giặt nó uống nhiều steam quá ấy. Anh em hôm nay mới lấy nước mà. Tối hôm qua rồi kiểu tớ uống sting, hai anh em chỉ uống mấy cái nước này này. Uống sting nhiều quá xong cồn hết cả ruột lên ấy. Đấy, nước cam này. Tớ ốm này tớ vẫn phải uống thuốc mà. Đây tớ đang có thuốc này. Thuốc này chắc đủ liều ngày mai nữa. Xong rồi tớ không nước uống, tớ phải uống một nước cam này. Chả hiểu sao có ai uống thuốc bằng nước cam đâu ấy. Ốm nó vẫn ốm. Phòng thằng em tớ đây, có hai anh em này. Đi ngủ sớm ấy. Phòng thằng này xịn hơn, có hai màn hình. Ở trước tớ hai màn hình nhưng mà tớ để một màn hình cho công ty ấy. Tớ chỉ có một cái tớ mượn của công ty, một cái tớ làm mà. Đây thằng em đấy. Tiến Bảnh gamer. Đùa thằng em nó có làm YouTube gì đâu. Sao em lại nằm đây để em đâu. Dạ nào, đi ăn không? Đâu. Đi ăn nào. Đâu. Đâu anh có làm gì đâu, ở đâu. Thằng em tớ tình hình là đẹp trai nhiều tiền mỗi tội đéo có người yêu. Chả làm các bạn ạ. Tớ lâu lắm thì tớ chẳng có người yêu, như nửa năm nay bởi vì kiểu tớ nghèo ấy. Kiểu anh em mà làm kiếm tiền thì có người yêu chứ tớ nghèo. À mà được cái phòng này tớ thuê đẹp phết, nó có cái đèn này. Rồi sao? À cái này là ánh sáng phản chiếu ấy, chứ phòng trông nó không bị cũ thế này đâu. Mai tớ lau quét nhà. Hai anh em lười quá. Thật đấy. Ủa, sao cái điện này nó cứ chớp chớp nhỉ? Nói chung là điện này chắc là nó cũng có hạn sử dụng ấy. Xem như nào, chắc là... Anh em theo tớ ra cái ban công này. Wow, cái điều hòa hết sạch ban công rồi. Mà còn mấy cái đồ rác này tớ chưa dọn, mai tớ vứt đi. Lạnh lắm, Hà Nội đang lạnh lắm mọi người ạ. Hôm qua là anh em tớ là hai anh em ngủ ở cái sofa này. Có chăn ngủ ở sofa này này. Còn cái giường nó thật là chưa có tiền mua chiếu thật. Tớ không có tiền mua chiếu thật. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Phòng tớ đây. Mỗi chú chó ngào 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 ngào. Đây bàn việc của tớ này. Dạo này thì tớ làm gì có tiền đâu. Nếu mà anh em muốn xem doanh thu YouTube, dạo này lương YouTube tớ có cao đâu, cơ bản thì cũng ít lượt xem mà. Đó, kênh của tớ đó. Tháng trước thì anh em có thể thấy được là đây, tớ được là 3.696.000. Nhưng mà cái này là chưa trừ doanh thu của bên network ạ. Tức là 3.6 chia cho 100 nhân 70 này. Một tháng lương YouTube tớ được có 2.5 triệu thôi. Biết sao giờ. Ở cái phòng nó thật, chi phí phòng thì cái anh em ở với điện nước thì nó hết tầm khoảng là 3.5 triệu một người. Tiền ăn hết tầm khoảng 2.5 triệu nữa. Thôi thì làm YouTuber bây giờ có sung sướng gì đâu. Nhưng anh em thấy này,
số lượng người đăng ký còn bị hủy đi này, còn bị âm đi này. Tớ cũng chả biết sao, mà chắc là kiểu tớ không có duyên với nghề. Thật ra thì tớ cũng rất là buồn, kiểu tớ mới bán con iPhone 11 Pro Max của tớ ấy. Kiểu, nhưng mà bây giờ sang chảnh với ai đâu, tớ không có tiền thật mà. Xài mỗi điện thoại này tính ra tớ cũng xài được cả năm rồi. Xiaomi Black Sắc 2, nó là cái máy live stream chính của tớ, chung thì live cũng được, cũng ổn. Cũng có máy để mà live stream với anh em thôi. Và đặc biệt là hiện tại thì tớ vẫn đang stream trên NonoLive. ID của tớ là 4739 7760. Mọi người nhớ qua xem live stream để ủng hộ cho tớ nhá. Chứ tớ cũng không cần mọi người phải donate cho tớ gì cả. Đấy, anh em xem tớ quý tớ chia sẻ video này tớ thấy vui rồi. Và có một chương trình đặc biệt thú vị. Đấy là từ tháng này, bắt đầu là từ chủ nhật tháng này, thì tớ sẽ có một chương trình cực kỳ thú vị luôn. Đấy là mình sẽ thăm nhà những bạn fan, và bắt đầu là từ miền Bắc nha mọi người nha. Tức là chủ nhật cuối tuần tớ sẽ đi thăm một bạn fan nào đấy, rồi là chơi game giao lưu tặng quà luôn, rất là hấp dẫn nha. Và mọi người đừng quên là anh em hãy theo dõi Facebook cá nhân của tớ nhá. Tớ sẽ cập nhật thông tin trên Facebook cá nhân nha. Ok nha, và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những vlog tiếp theo. Tí tớ ngủ chung với thằng em, hoặc là có thể ngủ ngoài này cũng được, nhưng mà thôi hai anh em ngủ cho nó ấm để tối còn thông. Nhầm. Ngủ chung cho nó đỡ buồn. Tóc tớ cũng gần tốt rồi, anh em có thể tư vấn kiểu tóc cho tớ nhá. Mấy bạn bảo cắt đầu moi nhưng mà thôi, cắt đầu moi bây giờ để 4-5 tháng nữa tóc mới dài mới cắt đầu moi được. Bây giờ là chịu ấy.